Chào mừng các bạn đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024. Chúc các bạn một ngày mới phát tài phát lộc. Các bạn xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tây Ninh 64, giải 8 An Giang 85, giải 8 Bình Thuận 44 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Tây Ninh 263-425, giải đặc biệt An Giang 950-704, giải đặc biệt Bình Thuận 717-288. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.